Sách Thi Thiên chương 28. Cầu nguyện Chúa giúp đỡ và cảm tạ vì Ngài đã nhậm lời. Lạy Đức Giê-hô-va, con kêu cầu Ngài là vần đá của con. Xin đừng bịt tai cùng con, vì nếu Ngài cứ im lặng với con sẽ giống như những kẻ xuống mồ. Khi con giơ tay hướng về nơi chí thánh của Chúa mà kêu cầu với Ngài, xin nghe tiếng khẩn cầu của con. Xin chớ lôi con đi cùng với kẻ dữ hoặc với kẻ làm ác, là những kẻ nói hòa bình với người lân cận mình, nhưng trong lòng chứa đầy gian ác. Xin Chúa phạt chúng tùy theo công việc của chúng và tùy theo hành vi gian ác của chúng. Xin Chúa báo trả việc tay chúng đã làm và phạt chúng đáng với tội của chúng. Vì chúng không nhận biết các công việc của Đức Giê-hô-va và công trình của tay Ngài, Ngài sẽ phá đổ chúng, không xây dựng chúng nữa. Đáng chúc tụng Đức Giê-hô-va vì Ngài đã nghe tiếng cầu khẩn của con. Đức Giê-hô-va là sức mạnh và là cái khiên của con. Lòng con tin cậy Ngài và con được cứu giúp. Vì vậy, lòng con rất mừng rỡ. Con sẽ lấy bài hát mà ca ngợi Ngài. Đức Giê-hô-va là sức mạnh của dân Ngài, là đồn lũy cứu rỗi cho người được sức dầu của Ngài. Xin Chúa cứu con dân Ngài và ban phước cho cơ nghiệp Ngài. Xin chăn dắt và nâng đỡ họ đời đời. Sách Ma-thi-ơ chương 28. Sự phục sinh của Đức Chúa Giê-xu. Sau ngày Sa-bát, lúc rạng sáng ngày thứ nhất trong tuần lễ, Mary Magdalene và Mary khác đến thăm mộ. Kìa, đất rung chuyển dữ dội vì có một thiên sứ của Chúa từ trời xuống, đến lăng tảng đá ra và ngồi lên trên. Hình dung thiên sứ sáng như chớp và áo trắng như tuyết. Các lính canh quá sợ hãi, run rẩy và trở nên như người chết. Nhưng thiên sứ nói với các phụ nữ rằng: "Đừng sợ hãi, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu, đấng đã bị đóng đinh vào thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài đã sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm. Hãy mau đi nói với các môn đồ Ngài biết rằng Ngài đã từ cõi chết sống lại. Và này, Ngài đang đi đến miền Galilee trước các ngươi. Tại đó, các ngươi sẽ gặp Ngài. Ấy là điều ta báo cho các ngươi." Hai phụ nữ này vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. Bất chợt, Đức Chúa Giê-xu gặp họ và nói: "Chào các con." Họ đến gần, ôm chân Ngài và thờ lại Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán với họ: "Đừng sợ, hãy đi báo với các anh em ta đến Galilee. Tại đó họ sẽ gặp ta." Báo cáo của lính canh và tiếng đồn trong thiên hạ. Trong lúc hai người nữ này đi, thì vài tên lính canh mộ đi vào thành, thuật lại cho các thầy tế lễ cả mọi việc đã xảy ra. Sau khi đã họp bàn với các trưởng lão, họ cho các tên lính một số tiền lớn và dặn: "Hãy nói rằng các môn đồ của nó đến ban đêm trong lúc chúng tôi đang ngủ, lấy trộm xác đi. Nếu việc này truyền đến tai tổng đốc, chúng tôi sẽ thuyết phục ông ấy và tránh phiền lụy cho các anh." Vậy chúng nhận tiền và làm y như lời họ dặn. Chuyện này được lan truyền trong dân Do Thái cho đến ngày nay. Đức Chúa Giê-xu hiện ra tại Galilee. 11 môn đồ đi đến miền Galilee, tới ngọn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho họ. Khi thấy Ngài thì họ thờ lại Ngài. Nhưng còn một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: "Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta. Hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các con. Và này, ta luôn ở với các con cho đến tận thế." Sách Ê-sai chương 9. Lời tiên tri về đấng Mê-si. Dân đi trong bóng tối đã thấy ánh sáng lớn. Những người đang ngồi dưới bóng của sự chết nay được ánh sáng chiếu rọi. Chúa đã làm cho dân này gia tăng bội phần và khiến họ tràn ngập niềm vui. Họ sẽ vui mừng trước mặt Chúa như vui mừng trong mùa gặt, như người ta reo vui lúc chia nhau chiến lợi phẩm. Vì Chúa đã bẻ cái ách nặng nề, ngọn roi đánh trên vai họ
và cây gậy của kẻ áp bức họ, như Ngài đã làm trong thời Madian. Tất cả giày dép dùng trong chiến trận và quân phục váy máu đều sẽ bị thiêu hủy, làm mồi cho lửa. Vì một con trẻ được sinh cho chúng ta, tức là một con trai được ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài. Danh Ngài là Đấng Diệu Kỳ, Đấng Cố Vấn, Đức Chúa Trời Quyền Năng, Cha Đời Đời, Chúa Bình An. Quyền cai trị của Ngài cứ gia tăng mãi, và nền hòa bình sẽ vô tận trên ngôi David và trên vương quốc Ngài, để lập vững và duy trì vương quốc ấy trong công lý và sự công chính, từ nay cho đến đời đời. Lòng sốt sắng của Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ thực hiện điều ấy. Chúa sẽ trừng phạt Israel. Chúa đã truyền một lời chống lại Gia-cốp và lời ấy giáng trên Israel. Toàn dân, tức là Ê-phra-im và dân cư Samari, sẽ biết lời ấy. Với lòng tự cao tự đại, họ nói rằng: gạch đã đổ xuống, nhưng chúng tôi sẽ xây lại bằng đá quý. Cây sung đã bị đốn ngã, nhưng chúng tôi sẽ thay bằng cây bá hương. Vì vậy, Đức Giê-hô-va sẽ khiến kẻ đối địch của Rê-xin nổi lên chống lại họ và khuấy động kẻ thù của họ. Dân Aram phía trước, dân Philistin phía sau, há miệng ra nuốt Israel. Dù vậy, cơn giận của Ngài chưa quay khỏi và tay Ngài vẫn còn giơ ra. Nhưng dân chúng không quay về Đấng đánh phạt mình, cũng chẳng tìm kiếm Đức Giê-hô-va vạn quân. Vậy nên, chỉ trong một ngày, Đức Giê-hô-va sẽ cắt khỏi Israel cả đầu lẫn đuôi, cả cành cọ lẫn cây sậy. Đầu là trưởng lão và người được tôn trọng, đuôi là kẻ tiên tri dạy điều dối trá. Những kẻ dẫn dắt dân này đã sai lạc, còn những người được dẫn dắt thì bị hủy diệt. Vì vậy, Chúa không vui lòng vì giới trẻ của họ, cũng chẳng xót thương kẻ mồ côi và quá bụa, vì tất cả họ đều vô đạo và gian ác, miệng nào cũng nói điều ngu xuẩn. Dù vậy, cơn giận Ngài chưa quay khỏi và tay Ngài vẫn còn giơ ra. Vì sự gian ác cháy bừng lên như lửa, thiêu hủy gai gốc và bụi rậm, đốt cháy các bụi cây trong rừng, làm cho khói cuồn cuộn bốc lên. Bởi cơn giận của Đức Giê-hô-va vạn quân, đất bị thiêu đốt, dân trở thành mồi cho lửa. Người ta chẳng còn tiếc thương anh em mình. Họ cấu xé bên phải mà vẫn đói, và ăn nuốt bên trái vẫn chưa no. Ai nấy ăn thịt của chính cánh tay mình. Manasse chống Ê-phra-im và Ê-phra-im chống Manasse, rồi cả hai cùng chống lại Giu-đa. Dù vậy, cơn giận của Đức Giê-hô-va chưa quay khỏi và tay Ngài vẫn còn giơ ra. Sách Ê-sai chương 10. Lời cảnh cáo Giu-đa. Khốn cho những kẻ lập ra luật bất công, những kẻ viết nên đạo luật trái lẽ, để tước đoạt quyền lợi của người cô thế và cướp mất công lý khỏi người nghèo khó trong dân ta, biến người quá bụa thành miếng mồi của chúng và kẻ mồ côi trở thành chiến lợi phẩm. Các ngươi sẽ làm gì khi đến ngày trừng phạt, khi tai họa từ xa ập đến? Các ngươi sẽ trốn đến ai để cầu cứu? Các ngươi sẽ để danh vọng mình ở đâu? Chúng chỉ còn một việc là khom lưng giữa đám tù binh và gục ngã giữa những người bị giết. Dù vậy, cơn giận của Chúa chưa quay khỏi và tay Ngài vẫn còn giơ ra. Chúa trừng phạt Assyri. Khốn cho Assyri, cây roi của sự thịnh nộ ta. Cây gậy trong tay nó là sự tức giận của ta. Ta sai nó chống lại một nước bất kính. Ta truyền cho nó đánh một dân chọc giận ta, để cướp bóc, tước đoạt và giày đạp chúng như bùn ngoài đường. Nhưng nó không hiểu như thế, lòng nó chẳng nghĩ như vậy. Nó muốn tiêu diệt và loại trừ thật nhiều nước, vì nó nói rằng: chẳng phải các tướng lĩnh của ta đều là vua sao? Chẳng phải Cano sẽ như Cạc Kê Mít, Hamat sẽ như Ạc Bác, Samari sẽ như Đa-mát sao? Như tê ta đã nắm được các vương quốc có thần tượng, tượng thần của họ còn hơn cả Jerusalem và Samari, ta lại chẳng làm cho Jerusalem và thần tượng nó như ta đã làm cho Samari và thần tượng nó sao? Nhưng khi Chúa đã hoàn thành mọi công việc của Ngài trên núi Si-ôn và tại Jerusalem, Ngài phán: ta sẽ trừng phạt những việc làm của lòng tự đại
và sự kiêu hãnh của con mắt tự cao của vua Assyri. Vì vua này nói rằng: ta đã hành động bằng sức mạnh của ta và bởi sự khôn ngoan của ta, vì ta thông minh. Ta đã xóa biên giới các dân và cướp đoạt các kho báu của chúng. Như một người hùng mạnh, ta đã hạ bệ các vua. Tay ta đã bắt lấy của cải các dân như bắt một tổ chim. Ta đã thu gom cả mặt đất như người thu gom trứng bỏ rơi. Chẳng ai vỗ cánh, há miệng hay kêu hót. Cái rìu lại khoe mình với người cầm rìu, hay cái cưa lại tự tôn tự đại với kẻ cầm cưa sao? Điều đó giống như cây roi điều khiển người giơ roi, cây gậy nâng người cầm gậy. Vậy nên Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ làm cho những người mập mạnh của vua ấy trở nên gầy mòn, và dưới cảnh vinh hoa của vua ấy, lửa sẽ cháy lên như một đám lửa thiêu đốt. Ánh sáng của Israel sẽ trở nên lửa, đấng thánh của nó sẽ là một ngọn lửa, sẽ đốt cháy và thiêu nuốt gai gốc và bụi rậm chỉ trong một ngày. Còn sự trù phú của rừng và vườn cây ăn quả của vua ấy, Ngài sẽ tận diệt hết, cả hồn lẫn xác, như kẻ kiệt sức đi loạn choạng. Số cây trong rừng còn lại chẳng là bao, một đứa trẻ cũng có thể đếm được. Dân sót của Israel sẽ ăn năn. Trong ngày đó, dân sót của Israel và những người sống sót của nhà Gia-cốp sẽ không còn nương cậy vào kẻ đã đánh họ nữa, nhưng họ sẽ thật lòng nương cậy vào Đức Giê-hô-va là đấng thánh của Israel. Một số dân sót, tức là dân sót của nhà Gia-cốp, sẽ trở lại cùng Đức Chúa Trời quyền năng. Hỡi Israel, dù dân ngươi đông như cát biển thì chỉ một phần còn sót lại sẽ trở về. Sự hủy diệt đã được quyết định, công lý sẽ tràn lan. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân đã quyết định thực hiện sự hủy diệt trên khắp đất. Vì vậy, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: hỡi dân ta đang ở Si-ôn, đừng sợ người Assyri khi chúng đánh ngươi bằng roi và giơ gậy chống lại ngươi, như người Ai Cập đã làm. Vì chỉ còn ít lâu nữa thôi, sự trừng phạt sẽ chấm dứt, và cơn thịnh nộ của ta sẽ hướng về chúng để hủy diệt chúng. Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ quất roi trên chúng, như đã đánh người Ma-đi-an nơi tảng đá Ô-rép. Ngài cũng giơ gậy trên biển như đã làm tại Ai Cập. Trong ngày đó, gánh nặng của chúng sẽ cất khỏi vai người, ách của chúng sẽ cất khỏi cổ người, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập của người. Chúng đến A-giác, xuyên qua Mi-gơ-rôn, để hành lý tại Mít-ba. Vượt qua đèo, chúng nói: chúng ta sẽ đóng trại qua đêm tại Gê-ba. Rama run sợ, Gi-bê-a của Sao-lơ chạy trốn. Hỡi con gái Ga-lim, hãy cất tiếng kêu to. Hỡi người La-ít, hãy chú ý lắng nghe. Đáng thương cho người Anatot, Mác-mê-na lẫn trốn, cư dân Gê-bim tìm nơi ẩn núp. Chính ngày đó, chúng sẽ dừng lại ở Nớp, vùng tay chống lại núi của con gái Si-ôn và chống lại đồi của Jerusalem. Này, Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân sẽ dùng uy lực đáng sợ mà chặt các cành cây. Những cây kiêu kỳ đều bị đốn ngã, những cây cao lớn bị hạ thấp. Ngài dùng rìu sắt đốn những bụi cây trong rừng, và Li-băng sẽ ngã xuống bởi đấng quyền năng.